Diệu Nhi khoe giọng dưới trời tuyết, dân mạng cấy lạnh cũng không bằng giọng hát của chị. Giọng hát của Diệu Nhi ra sao khiến dân tình phản ứng mạnh mẽ thế này? Mới đây, Diệu Nhi đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui chơi trong chuyến du lịch cùng hội bạn những ngày vừa qua. Theo đó, nữ diễn viên đã gây bão cộng đồng mạng khi trổ tài bắt trend hát hò ca khúc Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì đang rần rần cõi mạng thời gian gần đây. Trong clip, Diệu Nhi đã xuất hiện trong bộ trang phục dày cộm, đứng dưới trời tuyết rơi, hát hò thu hút đông đảo sự chú ý. Những câu hát đầu có vẻ vẫn còn khá ổn khi dân mạng vẫn có thể nghe được Diệu Nhi hát kiểu gì. Thế nhưng những câu hát sau đó, cô nàng lại khiến dân tình ngã ngửa vì giọng hát chênh vô, lúc lên lúc xuống không ổn định. Con trai bà vang 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 bánh mì, la 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 cho em, chẳng lo 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 gì, chỉ lo 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 về con trai bà vang 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 bánh mì, la 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 cho em, chẳng lo 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 gì, chỉ lo 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 về. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên Diệu Nhi đã không thể kiểm soát được tốt giọng hát của mình. Bên dưới đoạn clip được Diệu Nhi đăng tải, dân mạng đã chuyển từ cảm xúc sang cảm lạnh vì giọng hát của cô nàng. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng giọng hát của Diệu Nhi đã đánh bay cái lạnh của thời tiết. Sau khi kết hôn cùng anh Tú vào tháng 10 vừa qua, Diệu Nhi là cái tên thu hút đông đảo nhiều sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng về cuộc sống hôn nhân. Mặc dù đã lập gia đình, thế nhưng Diệu Nhi vẫn không thể ngưng được tính cách hài hước, lầy lội và sở thích cá của mình. Chính từ niềm đam mê ca hát bất tận mà mỗi video được Diệu Nhi đăng tải đều nhận được rất nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng bởi tính giải trí vô cùng cao. Thế nhưng ít ai biết, một khi nghiêm túc ca hát thì giọng hát của Diệu Nhi cũng chẳng kém cạnh một ai. Trước đó, không ít những màn cover đầy nghiêm túc của Diệu Nhi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng dành cho chất giọng truyền cảm, giọng hát ồn áp của bà xã Anh Tú. Bạn thấy giọng hát trời phú này của Diệu Nhi như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong showbiz nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.